Cô xin chào các em. Trong buổi học hôm nay, cô cùng các em ôn một số nội dung của môn tin học 6. Phần 1. Lý thuyết. 1. Các dạng thông tin cơ bản và cho ví dụ về các dạng thông tin cơ bản. Thì ở phần này, các em cần kể tên cho cô được các dạng thông tin cơ bản và cho ví dụ. Có 3 dạng thông tin cơ bản, đó là dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh. Dạng văn bản ghi bằng số, chữ, ký hiệu. Cô lấy ví dụ như chúng ta ghi nội dung vào trong quyển tập thì đó là một dạng văn bản. Dạng hình ảnh, ví dụ như hình ảnh của những chú chim cánh cụt, hình ảnh của những bông hoa. Dạng âm thanh, ví dụ như một bản nhạc. Là cấu trúc chung của máy tính điện tử. Thì cấu trúc chung của máy tính điện tử bao gồm các khối chức năng: bộ xử lý trung tâm CPU, thiết bị vào, thiết bị ra, bộ nhớ. 3. Là các em cần hiểu phần mềm và phân loại được phần mềm. Thì có 2 loại phần mềm, đó là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Cô lấy ví dụ về phần mềm hệ thống như Win7, WinXP, phần mềm ứng dụng ví dụ như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ họa và các phần mềm ứng dụng trên Internet. Phần thứ hai là nội dung thực hành. Thì thực hành này các em cần ôn cho cô từ tuần 1 đến tuần 11. Và lưu ý cho cô, hệ điều hành thì thông tin tổ chức trong hệ điều hành được theo một cấu trúc hình cây bao gồm các tệp tin và thư mục. Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin, cô ví dụ như tệp hình ảnh, tệp văn bản, tệp âm thanh. Thư mục thì là nơi để chứa các tệp tin hoặc các thư mục con. Cô ví dụ như trong ổ đĩa C, cô có thư mục lớp 6 và trong thư mục lớp 6 lại có thư mục Hoài An, thư mục Trọng Thắng. Vậy thì có các thao tác nào đối với thư mục? Chúng ta cùng xem bài thực hành như sau. Trong bài thực hành này, các em cần thực hành cho cô được xem thư mục, tạo thư mục, sao chép thư mục, di chuyển thư mục, xóa thư mục. Thứ nhất là xem thư mục, các em quan sát cô thực hiện. Cô ví dụ, cô muốn xem một thư mục bất kỳ trong ổ C. Khi đó cô thực hiện như sau. Cô nháy chuột mở ổ C. Cô ví dụ như cô muốn xem thư mục lớp 6. Cô thực hiện như sau. Nhấp phải chuột vào thư mục lớp 6. Chọn Open. Thì khi đó cô đã mở được thư mục lớp 6 và cô xem nội dung trong thư mục lớp 6. Thì cách thứ hai là chúng ta nháy đúp chuột, hay có cách gọi khác là nháy 2 lần liên tiếp nút trái chuột. Nháy liên tiếp 2 lần nút trái chuột. À khi đó cô cũng xem được nội dung của thư mục lớp 6. Tiếp theo, thao tác tiếp theo là tạo thư mục. Cô ví dụ muốn tạo thư mục trong ổ đĩa C với tên là Vui. Khi đó cô thực hiện như sau. Cô cũng mở ổ đĩa C. Tạo thư mục Vui bằng cách cô nhấp phải chuột vào một cái chỗ trống bất kỳ. Cô chọn New, chọn Folder. Sau đó cô gõ chữ Vui và ấn Enter. Như vậy là cô đã tạo được thư mục Vui. Cách thứ hai là các em nhấp chuột vào chữ New Folder. Sau đó chúng ta gõ tên thư mục cần tạo. Và chú ý cho cô là cô tạo một thư mục tiếp có tên giống thư mục trước đó, cô nhấn Enter. Thì khi đó hộp hội thoại sẽ có một thông báo cho chúng ta là thư mục Vui đã có tên rồi. Bạn có muốn thay thế thư mục Vui cũ hay không? Yes là có, no là không. Thì đó là cách tạo một thư mục. Tiếp theo, sao chép thư mục. Ví dụ như cô muốn sao chép thư mục Vui, sau đó cô đổi tên thành thư mục Học trong ổ đĩa C. Các em quan sát cô thực hiện. Cô cũng vào ổ đĩa C, sau đó cô tìm đến thư mục Vui. Muốn sao chép thư mục Vui, cô nhấp phải chuột vào thư mục Vui, cô chọn Copy. Sau
Sau đó cô nhấp ra chỗ trống bất kỳ, chọn vậy. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cô cũng chọn thư mục cần sao chép, cô vào edit chọn copy. Sau đó cô nhấn edit chọn. Vậy. Đó là cách thứ hai. Cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng tổ hợp phím tắt là Ctrl C và Ctrl V. Như vậy có rất nhiều cách để sao chép một thư mục. Thì chúng ta không cần nhất thiết là phải nhớ cả ba thao tác sao chép, mà chúng ta chỉ cần biết được một trong nhiều cách đó thôi. Cách nào mà chúng ta thấy dễ dùng thì chúng ta dùng. Ví dụ như cách thứ nhất là chúng ta ấn phải chuột chọn copy, sau đó nhấp phải chuột chọn đây. Rồi, vậy bây giờ cô muốn đổi cái thư mục mà cô vừa sao chép thành tên là học thì cô làm thế nào? À, cô nhấp phải chuột vào thư mục cô muốn đổi tên. Cô chọn Rename. Sau đó cô gõ tên mới, ví dụ học. Gõ xong cô nhấn Enter. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là cô nhấp một lần. Khi nào mà chúng ta thấy xuất hiện con trỏ nhấp nháy ở đây thì chúng ta xóa tên cũ đi và chúng ta gõ tên mới. Nhấn Enter. Thì đó là thao tác đổi tên thư mục. Tiếp theo, di chuyển thư mục. Di chuyển thư mục học trong ổ đĩa C sang ổ đĩa D. Các em quan sát cô thực hiện. À, chúng ta cũng chọn vào ổ đĩa C. Di chuyển thư mục học. Chúng ta cũng tìm đến thư mục học. À, chúng ta nhấp chuột vào thư mục học. Nhấp phải chuột, chọn cắt. Sau đó chúng ta chọn đến ổ đĩa C. Chúng ta nháy vào My Computer này. Chọn nháy chuột vào ổ đĩa D. Sau đó nhấp phải chuột vào chỗ trống và chọn bay. À, chúng ta đã thấy thư mục học từ ổ C sang ổ D. Và khi đó thì thư mục học ở C sẽ không còn nữa. Đó, chúng ta sẽ không thấy được. Như vậy là thao tác di chuyển một thư mục là chúng ta dùng lệnh gì? Cắt, sau đó chúng ta mở cái nơi muốn di chuyển thư mục đến và chúng ta chọn vậy. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng tổ hợp phím đó là Ctrl X và Ctrl V. Thao tác tiếp theo, xóa thư mục. Xóa thư mục vui. Các em quan sát cô thực hiện. Cô cũng mở ở đĩa C, nơi mà chứa thư mục vui. À, thư mục vui, đây. Muốn xóa thư mục vui, chúng ta chỉ cần nhấp phải chuột vào thư mục cần xóa và chọn Delete. Thì hộp hội thoại sẽ xuất hiện và hỏi chúng ta là có chắc chắn muốn xóa hay không. Yes là có, no là không. Yes. Đó, ví dụ cô xóa tiếp một thư mục tiếp. Yes. Nhấp phải chuột vào thư mục cần xóa chọn Delete. Yes. Như vậy là cô đã hướng dẫn chúng ta các thao tác xem, tạo, sao chép, di chuyển, xóa thư mục. Về nội dung kiểm tra giữa học kỳ 1 thì chúng ta ôn cho cô cái thao tác, thực hành cái thao tác với thư mục và sẽ kiểm tra ở tuần 12. Bài ôn tập hôm nay đến đây là hết. Cô thân mến chào tất cả các em. Chúc các em học tốt.